Chú chỉ biết là cha mẹ gửi xuống một số lính đặc biệt gọi là lính người nhái á. Chú là một trong những người nhái Navy SEAL á, nhảy xuống cho nên gọi là tái sanh. Thì tất cả chúng ta đều là tái sanh hết, nhưng mà có người thì không nhớ, có người thì nhớ, còn chú thì dạng hơi khác thường hơn chút. Thì chú biết thì hôm nay chú lên đây chú nói để chú gieo duyên để cho nhân loại biết là Phật trời không có xa với mình, trên đầu ba tấc một tấc hai tấc ba tấc là có mấy vị trên này, có mấy vị cũng đang đứng bên đây gần kiệt là đông lắm nè, là có hết mấy ông rồng là có nghe. Mấy ông đó, lâu thì chụp hình mấy ông hoài à. Nè cái này trên núi nè, mấy ông bay lên nè, nó hai ông nè bay nữa nè, núi Thiên Long Sơn nè, thấy ông rồng không, thấy mặt hao cái sừng nào, cái sừng nữa không nè, miệng là thấy không, nhiều hình lắm. Trên núi có Phượng Hoàng nữa là thấy không, rồng phụng xuất hiện đủ hết nè. Cái này là bữa mưa đó, nghe là thấy ngậm ngọc nữa. Còn cái này là chụp trên núi nè, nói miệng nè, thấy không nè, hai ông xuất hiện cùng lượt đó. Đây nè, thấy không, thấy mắt nè, sừng nè, cái miệng nè, không đó, mấy ổng mà con cái ngộ nghe bà con, cái dấu thiên tâm á, mà mỗi lần máy bay mà bay ngang cái đỉnh Thiên Long Sơn á thì cái dấu thiên tâm hiện lên, mấy thằng phi công cũng hoảng hồn, nó tưởng đâu máy bay nào khổng lồ gần đụng đó, nhưng mà thật sự nhìn ngoài không gian thì không thấy gì hết, mà mỗi lần bay này ngay trên đỉnh núi Thiên Long Sơn nè, đó là cái dấu nó xuất hiện vậy đó, quý vị thấy làm sao đó, mà bay lần nào cũng thấy hết. Cho nên bữa có nhóm mấy ông phi công á, cũng lên nghiên cứu rồi sao cái núi này ngộ, cái này đâu làm giả được đó, dấu cái dấu thiên tâm hiện trên radar đó, mà lần nào cũng hiện hết, có lúc thì hiện hai ba cái khác địa điểm nữa. Cái này là cái máy radar trong chiếc máy bay á đó. Đó hiện lên nè. À, cái này ba cái luôn ha, có lúc là một cái hai cái dấu hiệu thiên tâm á, thấy màu nhiệm không. Sau này mấy thằng Mỹ này nó mới hoảng hồn, nó mới nghiên cứu cái núi Thiên Long Sơn. Cái này lúc này một cái ba cái nhiều lắm, mà lần nào máy bay đi ngang cũng thấy hết trơn á, trên đỉnh núi á. Thật sự núi Thiên Long Sơn á là ngày xưa đó, cách đây hàng tỷ tỷ năm về trước là nó nằm ở dưới lòng đại dương á. Lúc mà Kiệt mới mua cái núi á, Kiệt mua mấy xe ủi, cái ủi thì Kiệt lụm được mấy con sò mà quá thạch nhiều lắm, Kiệt để ở nhà kìa. Có những lúc ngồi thiền á, mình giống như mình ngồi trên nước vậy á, là vì một cái chơi rồi cái mấy cái tụi thành phố nè, mình mới đi khảo nghiệm địa chấn á, thì ở dưới chân của cái núi Thiên Long Sơn á, nó cứ bồi đất, nó cứ bồi lên, tức là mỗi năm nó cao cao lên vậy nè, nó không có giống như đất Cali là sẽ có một ngày á, đất Cali sẽ thành biển, mà chỉ riêng của Thiên Long Sơn á, nó cứ bồi lên, đất nó cứ bồi lên, chứ nó không có giống như những cái núi lân cận là nó không có cái đất, nó sẽ bị chìm á. Cho nên sau này mà có đại hồng thủy đó, bà con chạy về Thiên Long Sơn là sống, tại đất nó cứ bồi lên vậy nè. Trên đỉnh núi mà có mấy con sò thấy lạ, hiện giờ cũng còn á.